cho lon bia đi chủ quán ơi. Đây là quán cà phê không có bia, muốn uống bia ra quán nhậu. Vậy là tôi vô lộn quán. Vậy thôi cho tôi ly cà phê uống cho nó qua cơn mê đi. Cậu này cũng văn vẻ nhỉ, mà tôi trông cậu cũng là lạ, hình như là mới chuyển đến sống ở đây đúng không? Chờ xíu. Ba ơi ba, lỡ một ngày nào đó con bị bạn bè bắt nạt thì sao? Con gái ba khờ, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì con gái ba rất là thân thiện và rất là tốt bụng. Mà ủa ba ơi, lỡ một ngày nào đó con lỡ làm ba giận thì sao? Chuyện đó không bao giờ xảy ra con. Bởi vì con gái ba rất là ngoan ngoãn và rất là nghe lời ba. Con cảm ơn ba. Đây, nước của con nè. Ba. Rồi, bây giờ kể cho ba nghe coi. Hôm nay con chuyển trường mới có gì vui không? Trời ơi, vui lắm luôn á ba. Ba có biết nhà hôm nay con chuyển qua trường mới. Ê, đợi ba chút, ba có điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Ủa vậy hả? Bị lỗi hả? Rồi rồi, để tôi sửa rồi tôi gửi qua liền cho. Chờ tôi chút nha. Rồi cái phần mềm mà ba gửi cho người ta đã bị lỗi, bây giờ phải sửa, ba gửi gấp cho người ta liền. Mà không sao đâu con gái, con cứ kể cho ba nghe đi, ba vẫn nghe được mà. Trời ơi, hôm nay nha, con chuyển qua trường mới mà trường của con đẹp lắm ba. Xong kiểu mà con bước vô trong lớp nha, con thấy có một cái thằng kia, trời ơi, nó học dốt kinh khủng luôn, mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây là mình giỏi giang. Xong rồi con sửa lưng cho nó, quê quá trời quê luôn á ba. À, vậy hả? Ừ. Vui ghê vậy đó. Yeah. Ừ. Thôi chắc không được rồi. Bây giờ ba phải chạy qua công ty gấp. Con cứ ở đây uống nước đi nha. Nè, đó, cầm lấy. Muốn ăn muốn uống gì thì cứ kêu thêm đi nha. Tại vì công việc ba gấp quá nên là ba phải đi liền. Vậy nha con gái. Nè, uống giùm ba luôn đi. Đồ tôi, một người cha tôi. Ông chửi ai vậy? Ba, ba, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chửi tôi mà. Tôi nói tôi là một người cha tôi. Trời ơi, cái quán này không một ngày bình yên. Tại xin lỗi anh với cháu ạ. Có chuyện gì mà vào quán tôi làm âm ĩ lên? Tôi đang buồn quá. Có bia không vậy? Cho tôi một chai bia đi. Đã nói rồi, quán cà phê không có bia. Không có thì thôi. Không có, nhưng mà khách muốn thì sẽ có. Chú ơi, hình như là chú có chuyện gì buồn đúng không? Chú có cần con giúp gì cho chú không? Con muốn giúp chú hả? Trời ơi, con người ta kìa, trời ơi. Đây, bia đây. Khách muốn là có. Uống đi cho qua cơn mê nhá. Ô kìa, cái cậu này làm cái gì đấy? Tôi là người đức hạnh nhá, tôi không làm thế ở nơi công cộng nhá. Tôi đang rất là cần một người ở bên cạnh để mà gỡ rối tơ lòng cho tôi, tư vấn tình cảm cho tôi. Nhưng mà tôi rất bận và tôi không có rảnh. Bận thì thôi. Ừ thì có gì nói nghe nào. Nếu như một ngày nào đó đột nhiên anh có bầu, anh sẽ như thế nào? Ghê quá, đàn ông làm sao có bầu được. Tôi nhớ có một bộ phim nói về đàn ông có bầu. Cứ cho là như thế đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi nghĩ là như thế này.
cứ cho là có bầu đi. Thì đẻ, có gì đâu. Tôi là một người đức hạnh, tôi sẽ đẻ, không phá. Nhưng mà bầu hoang thì cũng đẻ. Vậy là anh đồng ý là giữ lại nuôi đúng không? Tất nhiên rồi mà, thôi cái chuyện này ghê quá, không dám tưởng tượng đến nữa. Thôi nhá, thôi tôi cậu uống một mình nhá, tôi đi rửa ly nhá. Rửa ly hả? À, thì bận thì rửa ly đi. Thôi được, ly từ từ rửa. Giờ thì uống vậy. Trời ơi, vụ gì vụ gì? Trời ơi, người đàn ông yếu đuối mà bữa nay dám uống bia hả? Im, cấm xúc phạm tôi. Tôi đang ngồi đây nghe khách của tôi chút mầu tâm sự. Có cái gì đâu yêu với mạnh gì ở đây? Hãy ngồi đây nghe người đàn ông này chút bầu tâm sự để qua cơn mê, thì sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại ngồi đây uống bia. Không được, mấy bữa nay đường lên, uống bia không được. Là sức khỏe không tốt, đúng không? Đúng, đường rồi. Lên không uống bia được. Vậy thì thôi. Biết gì chưa? Chưa. Một tiếng đồng hồ lắng nghe, một tờ xanh bỏ túi. Tiếng đồng hồ nghe tâm sự, một tờ này bỏ túi. Được, 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 được. Mấy bữa nay là kiêng kiêng lên đường nó hạ rồi. Uống được, uống được. Vậy vậy kêu thêm người tới nghe tâm sự được không? Cứ kêu hết cả xóm mình tới cũng được. Vậy vậy ha. Rồi, rồi, rồi. Alo. Yo. Dạ, môn bất hạnh. Bây giờ thế nào đây? Tóm lại là con Phương nó chửa hoang thật, hay là cậu lừa dối cô Linh để người khác mang bầu? Thôi đừng có hỏi tôi chuyện đó nữa, tôi không có biết cái gì hết, tôi không biết gì đâu. Tôi khổ lắm rồi mà, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đàn ông đàn em mà thấm cái gì? Chuyện gì á, từ từ mà giải quyết mà xong hết, đúng không? Đúng rồi đó. Nín đi, đừng có khóc nữa, không giải quyết được gì vậy đâu. Thôi thôi, nhậu đi. Mọi người có đủ tờ xanh hết chưa? Có rồi. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy nè, trời ơi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Không được, đi về, đi về, đi về liền. Dừng lại! Dậy rồi hả? Người đàn ông hư đốn kia đâu có dễ mà đi thế được. Ngồi xuống! Không những là một người cha tồi mà tôi còn là một người đàn ông hư đốn. Chính xác. Và hãy... Cái gì mà đây? Dài như cái sớ vậy? Cái sớ này có tên là cái biêu. Biêu của ai? Còn ai trồng khoai đất này? Trời ơi! 5 triệu! Yes. Cái gì mà dữ vậy anh? Quán của tôi là một quán cà phê thanh lịch, mà cậu đến đây cậu biến thành một cái quán nhậu như thế này. 5 triệu là còn rẻ đấy. Trời ơi, gia môn bất hạnh.